Quyền Linh tiết lộ nhiều bệnh, sức khỏe chỉ còn 40%. Nổi tiếng từ giai đoạn thập niên 90 ở vai trò diễn viên, Quyền Linh từng khiến bao khán giả nữ say đắm bởi vẻ ngoài điển trai phong trần. Qua độ tuổi thanh niên, tài tử sinh năm 69 chuyển hướng nghề nghiệp sang làm dẫn chương trình và nhận được sự yêu mến từ đông đảo công chúng với hình ảnh giản dị chất phác. Có thể khẳng định vị đại gia dép tổ ong này là một trong những nghệ sĩ Việt ít anti-fan nhất. Có một thời gian, hình ảnh Quyền Linh phủ sóng hầu khắp các show truyền hình ăn khách như Tam Sào Thất Bản, Không Gian Đẹp, Ca Sĩ Bí Ẩn, Vì Bạn Xứng Đáng, Bạn Muốn Hẹn Hò, Vượt Lên Chính Mình. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây với Vietnamnet bên lề họp báo Bạn Muốn Hẹn Hò mùa 7, Quyền Linh bất ngờ tuyên bố đã sẵn sàng nhường ghế MC cho người mới sau nhiều năm gắn bó với show, cũng như từng nhiều lần xin ban tổ chức cho nghỉ dẫn. Anh nói thêm, còn từ chối nhiều rất chương trình, phim trong thời gian qua. Bên cạnh việc thấy bản thân đã cũ, nam diễn viên đồng tiền xương máu chia sẻ, bên ngoài trông anh bình thường nhưng thực chất bị rất nhiều bệnh như đau dạ dày, gan, thận. Theo Quyền Linh, đây là hậu quả của một thời gian dài làm việc miệt mài, phơi sương dầm nắng quay chương trình, ngủ bờ, ngủ bụi, ăn uống không điều độ, đảm bảo dinh dưỡng. Anh kể, có những đêm không ngủ được vì những cơn đau hành hạ, không biết làm gì ngoài khóc thầm. Sức khỏe của tôi hiện còn khoảng 40%, tôi phải uống rất nhiều thuốc mỗi ngày. Quyền Linh được bác sĩ khuyên nên giảm công việc, nhưng vì yêu nghề, mong muốn làm được điều gì đó cho những mảnh đời bất hạnh, nên anh vẫn cố cho đến bây giờ. Anh nhấn mạnh, rất tự hào và vui vì những gì đã làm được, chặng đường dài đã đi qua, nhưng hiện tại tôi không ham danh vọng và muốn nghỉ ngơi. Mong muốn của Quyền Linh là có nhiều thời gian dành cho gia đình, được dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi đưa đón con đi học. Anh khẳng định, không rút hẳn khỏi showbiz mà hạn chế nhận các show giải trí, ưu tiên chương trình có ý nghĩa nhân văn.